Và khi mà chúng ta thấy được tình hình mà cổ phiếu mà đi xuống dài hạn nên chúng ta hiểu chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu đó chỉ mới bắt đầu thấy có một số điều bất ổn mà thôi nhưng mà các bạn thấy là cổ phiếu nếu như mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mà đi xuống dài hạn đó một mùa đông kéo tới cho cổ phiếu Hoa Kỳ thì lúc đó Bitcoin sẽ ra sao và Bitcoin xu hướng như thế nào dài hạn sẽ làm ảnh hưởng đến cả thị trường crypto thì câu trả lời là không ai biết được các bạn nên hiểu đó là từ khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì chúng ta chưa từng trải qua cái thời kỳ gọi là khủng hoảng tài chính. Bitcoin ra đời sau khủng hoảng tài chính của năm 2008 nhưng mà cho đến bây giờ các bạn hiểu chúng ta đã nằm trong một cái thời kỳ nhất là ở Hoa Kỳ, cái thời kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ thì chúng ta chưa bao giờ chứng kiến nếu như mà chúng ta có một khủng hoảng tài chính thì lúc đó là tiền kỹ thuật số như Bitcoin đó sẽ tăng hay là giảm trên căn bản đó thì khi mà Bitcoin được tạo ra là để chống lại lạm phát, để chống lại những tình hình như là chúng ta nói tới cái việc là phép in tiền à, để mà cứu vớt thị trường hay là thị trường đi xuống thì Bitcoin có thể là một trong những cái hàng rào để mà bảo vệ tài sản của các bạn nhưng mà không ai biết được lỡ như mà các bạn thấy là thị trường chứng khoán đi xuống mà Bitcoin đi xuống theo thì như thế nào. Đó là về cái lý thuyết về phương diện thực tế đó các bạn thấy là chúng ta có rất nhiều người như thường chia sẻ bây giờ là những quỹ đầu tư lớn họ đầu tư vào Bitcoin như là một phần của cái danh mục tư của họ. Đương nhiên khi mà điều đó xảy ra rất nhiều người vui tại vì đương nhiên là có những công ty lớn đầu tư Bitcoin thì rất tốt đối với lại giá cả của Bitcoin có thêm những người mới thu mua liên tục. Nhưng mà một mặt xấu đó các bạn cần phải nghĩ đến là nếu như mà cổ phiếu đi xuống đó mà cái quỹ đầu tư đó không có muốn bị thua lỗ hay là họ có lời quá nhiều đến từ Bitcoin thì hoàn toàn có thể là họ sẽ bán Bitcoin sau này nếu như mà có nhiều Ethereum họ sẽ bán là Ethereum để lắp vào cái chỗ lỗ của những nơi mà đầu tư mà không có lời thì các bạn thấy được là điều đó sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến giá cả của crypto cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ cả hai mặt không thể nào mà tất cả đều có lợi mà không có hại cái gì cũng có hai mặt hết đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nói chung đó, thì chúng ta được là ngày hôm nay nên thị trường cũng đã hồi phục lại cũng khá nhiều rồi chúng ta nhìn vào bitcoin thì ở mức là 57.245 lên 4,4% trong vòng 24 giờ qua ethereum thì tăng 11,4% binance coin thì tăng 7,6% xrp 1,3% dogecoin tiếp tục ở vị trí thứ năm ở mức là 49 cent tăng 6% trong vòng 24 giờ qua cardano tăng 12,1% và chúng ta thấy là Tether bây giờ đứng hàng thứ bảy Thì đương nhiên Tether giá là một đô la Polkadot cũng tăng 14% Bitcoin Cash cũng tăng 20,6% Litecoin cũng tăng 11,3% Ở mức là 387 đô Và, và có một đồng mà nhiều bạn hỏi thường nên thường cũng sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn đó chính là đồng internet computer ICP đồng nữ 28 này là như thế nào Rất nhiều bạn hỏi thường về đồng này Và thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn cũng như là một số những thông tin khác uh, Liên quan đến uh, tình hình của một số những đồng như là các bạn thấy được đồng dương finance uh, Liên quan tới ebay, liên quan tới nước Hungary Chúng ta sẽ nói tới uh, Shiba Inu là như thế nào Có một số bạn cũng hỏi thận Chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin uh, liên quan đến EOS và một số những thông tin khác nhưng mà có một điều nữa thường muốn chia sẻ với bạn đó là khi mà chúng ta thấy giá cả tăng trưởng mạnh hay để đi xuống đó thì đương nhiên là các bạn thấy là những cái trang web thì họ cần phải bán thông tin cho nên các bạn cần phải uh, cẩn thận khi mà các bạn trong cái tình hình là hoảng loạn hay là quá hưng phấn các bạn đọc những bài viết đó thì đương nhiên những bài viết nó phải viết một cách nào đó để thu hút người xem cho nên các bạn thấy được là ngày hôm qua bitcoin vừa đi xuống một chút thôi thì đã có những bài viết là bitcoin sẽ đi xuống tới 40.000 đô cho nên chúng ta cần phải cẩn thận Các bạn lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý Để mà có được một cái chiến lược lợi như bị không lên như thế nào Xuống như thế nào như được người đã chia sẻ với các bạn Và điều đó cũng sẽ giúp đỡ cho các bạn Có thể là tránh được Những cái lúc mà hỗn loạn Hay là quá hưng phấn Đưa ra những quyết định sai lầm và một trong những chiến lược thường sử dụng dài hạn đó chính là trung bình giá có nghĩa là mua một số lượng ấn định tuần nào cũng mua và trong thời gian dài hạn đó cái giá của thường mua sẽ là cái giá trung bình và so với giá hiện tại nếu như mà vật đó là một cái tài sản mà thường tin tưởng lâu dài sẽ tăng trưởng năm này và năm nọ thì sẽ có cái cơ hội lợi nhuận rất là cao. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hay nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay. Một trong những thông tin nổi bật ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới nước Hungary. Khi bạn mà đang sống ở Hungary thì mà đang giao dịch Bitcoin đó thì đây là một trong những tin tức rất là tốt. Không phải nước nào cũng muốn cấm Bitcoin hay là không phải nước nào cũng muốn quản lý gắt giao Bitcoin và không phải nước nào cũng muốn đánh thuế nặng Bitcoin. Các bạn đưa là một trong những nước mà đang có cái ý định là giảm đi cái phần trăm thuế cho những người nào mà đang giao dịch Bitcoin đó chính là Hungary thì chúng ta nhận được thông tin ngày hôm nay đó là bộ trưởng bộ tài chính mihaly vaga của hungary đã nói trong cái danh mục gọi là chống lại dịch bệnh thì trong cái danh mục chống dịch bệnh đó, đó là có một cái phần gọi là hỗ trợ tài chính cho đến năm 2022 và một trong những phần đó đó chính là liên quan tới là giảm thuế cho những người nào mà giao dịch Bitcoin và cái thuế trước đây đó thì các bạn cần phải trả cái thuế khi các bạn có lời lên tới 30,5% nhưng mà khi mà được thông qua thì chỉ trả phần trăm tiền thuế là 15% mà thôi. Đây là một cái sự tiến triển rất tốt. Đối với những người nào mà đang sống ở nước Hungary mà giao dịch bitcoin. Thông tin thứ nhì là một thông tin chúng ta cũng đang nghe nói tới cái tin đồn được chia sẻ bởi CEO của eBay cách đây khoảng chừng là một tuần, đó chính là Jamie Lanon. Thì Jamie Uh, trước đây một tuần đó thì cũng đã chia sẻ thưa nhớ là trên đài CNBC là eBay đang tìm hiểu Dịch vụ NFT để mà buôn bán NFT. NFT là những cái token Gọi là token sưu tầm thường đã chia sẻ với các bạn Nên fungible token Thì um, CEO của eBay nói là eBay là một nơi mà bán hàng trên mạng thì không lý do gì mà không bán nft và cũng đang xem xét để coi ebay làm sao để có thể chấp nhận được thanh toán bằng những tiền kỹ thuật số trực tiếp ở trên ebay thì thông tin ngày hôm nay các bạn thấy được là ebay đã bắt đầu có một cái nơi buôn bán nft ở trên ebay và đương nhiên là các bạn thấy được đây là buôn bán thông qua đấu giá và không phải ai cũng có thể là bán nft hay là tham gia dịch vụ này trên eBay Và eBay nói là bây giờ chỉ có một số những cái khách hàng lâu năm Mà đạt được một số tiêu chuẩn Thì có thể là buôn bán NFT ở trên uh, eBay Nhưng mà sau này nhiều người sẽ có thể sử dụng dịch vụ này đây là một trong những cái điều mà đã được chia sẻ bởi Content ngày hôm nay Các bạn thấy được là cách đây một tuần Thì một tuần sau đây, eBay đã nhanh chóng có được một cái nơi giao dịch NFT Có thể nói được là họ đang cứ được gấp rút để có thể cạnh tranh với lại những nơi khác Không lý do gì mà các bạn thấy được những ngân hàng, những công ty truyền thống mà không hỗ trợ Bitcoin bây giờ Không phải là ngủ đêm tới sáng những ngân hàng rồi những công ty như là eBay hay là PayPal tự nhiên ngủ đêm tới sáng nghĩ thông là wow Bitcoin là một cái gì đó là quá hấp dẫn là có thể thay đổi được cả loài người hay là cryptocurrency là một cái gì đó quá thiêng liêng là bây giờ chúng ta cũng cần phải hỗ trợ không phải đâu họ đã À, suy nghĩ rất lâu rồi và họ nhìn vào những thu nhập của những cái công ty mà hỗ trợ crypto thu nhập như thế nào họ thấy được là công ty coinbase có thể thu nhập được bao nhiêu từ buôn bán bitcoin lấy cái phí của khách hàng vân vân nhìn vào những thứ đó và cũng như những ngân hàng đó các bạn thấy được là họ cần phải theo ý của khách hàng nếu như mà khách hàng muốn mua bán crypto mà ngân hàng không hỗ trợ thì cũng được thôi nhưng mà sẽ dẫn đến là khách hàng đó đương nhiên sẽ không có bỏ ký định tại vì ngân hàng không hỗ trợ mà ngân hàng đó sẽ mất đi một khách hàng khách hàng đó sẽ đi những nơi nào mà hỗ trợ và nếu như mà có một ngân hàng khác mà hỗ trợ đó thì ngân hàng đó sẽ lấy được cái giao dịch này của khách hàng này và khách hàng này đó sẽ bị lôi kéo bởi các ngân hàng mà hỗ trợ crypto để mà đem hết dịch vụ liên quan đến chứng khoán hay là gửi tiết kiệm qua ngân hàng mà hỗ trợ crypto. Cho nên việc lý do đó các bạn thì được chúng ta sẽ thấy trong năm 2021 này những ngân hàng đó thì sẽ đã và sẽ liên tục đưa ra những cái thông tin liên quan tới hỗ trợ thị trường crypto này sẽ như thế nào. Tại vì họ không muốn mất khách hàng, họ không muốn mất đi thu nhập. Mà quá hấp dẫn như vậy tại vì crypto bây giờ đang quá nóng. Chúng ta nhìn vào một cái thông tin thì một lần nữa Elon Musk ngày hôm nay lại hỏi là có muốn công ty Tesla chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin hay là không? Thì uh, các bạn nghĩ sao? Bây giờ đã có 3.762.507 người bỏ phiếu rồi và chỉ còn 4 tiếng hồi nữa thôi. Thì uh, Thuận sẽ bấm vào Yes đương nhiên đối với thuận đó, thì các bạn thấy được là thuận có một cái tiêu chí mà nhiều bạn con đã biết là do you want to be right or do you want to make money các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền đối với thuận thuận chỉ quan trọng về cái phương diện kiếm tiền mà thôi cho nên về việc mà các bạn đầu tư đồng nào mà có lời đó thì coi như là về phương diện đầu tư của các bạn cũng đã thành công. Cho nên những bạn nào mà đã kiếm được nhiều lợi nhuận đến từ đồng đô thì thường lúc nào cũng muốn chúc mừng những bạn đó. bản thân thuận thì cái đầu tư khác, cho nên sẽ không có uh, đầu tư vào đồng đô. Nhưng mà tôi biết có rất nhiều bạn và Elon Musk cũng biết có rất nhiều triệu phú đã được sinh ra khi mà đồng đô tăng trưởng mạnh và cũng như là Bitcoin trước đây uh, đã có rất nhiều triệu phú được sinh ra tại vì Bitcoin tăng trưởng mạnh thì đương nhiên chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin hay là Bitcoin thì sẽ dẫn đến có thêm một số lượng khách hàng không những là trung thành với là sản phẩm của công ty Tesla mà còn có tiền nữa cho nên không lý do gì mà Elon Musk không chấp nhận Thường sẽ bấm vào Yes để xem như thế nào các bạn thấy được là 78% bấm vào chữ Yes là nên thanh toán bằng đồng Doge chỉ có 21,9% nói là không mà thôi đương nhiên Elon Musk là CEO của Tesla nhưng mà không phải là người quyết định tất cả chúng ta hãy chờ xem tình hình như thế nào